Ma Đa. Ngươi không thoát được đâu. Trichy, T-Rex lại đi. Bắt nó. Ma Đa. Anh hùng sắt sẽ không bị chắn đường bởi bất kỳ cánh cửa nào. Phá cửa. Ma Đa. Đó là hình dạng người khủng long. Liệu T-Rex có thể biến hình như vậy được không? Chà, rất khó nói. Chỉ có một số ít khủng long có thể làm được. Cháu chắc chắn T-Rex có thể làm được. Vậy hãy để xe khủng long của cháu vào đó đi. Cậu cứ ở đây đi, để tôi đi tìm cửa vào. Cậu không tìm ra đâu. Hả? Tôi tìm ra đâu nè. Tìm ra bọn chúng rồi. T-Rex, ngươi không trốn được đâu. T-Rosso, bắt lấy nó. Yellow. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Lên đi theo Dinosaurus. Cô Dinosaurus. Gunda. Yellow. Gunda. Ta cũng có hỗ trợ đây nè. Lên đi Velociraptor. Canotaurus. Kakumit. Gunda. Yellow. Giao giao. Yellow. T-Rex, giáo sư người có thể làm nhanh hơn được không? Chúng không thể cầm cự lâu hơn được. Sắp xong rồi. Để anh kể em nghe. Hôm qua anh đã để pizza của tao yên đi. Biến đi. Dừng lại. Bằng bằng. Đi bây cho đơn, đừng tức giận mà. Ngoan lắm. Về nhà với mình nào. Dì chi. Kaku. T-Rex. T-Rex, cậu ổn chứ? Bây giờ thì nó quá yếu để chống cự rồi. T-Rosso, bắt lên nó mau. Yellow. Không ai có thể đem cậu ấy đi. Yellow. Hả? Cái gì chứ? Yellow. Richie, tớ quay lại rồi đi. Kẻ quý gì? Thật là tuyệt vời. Richie, đến lúc T-Rex biến đổi thành người khủng long rồi. Lĩnh vực tiến hóa, mở khóa. Lên đi T-Rex. Kẻ hủy diệt bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc. T-Rex trực lửa. T-Rex biến hình. Lần nữa đi. T-Rex biến hình. Richie, năng lượng của tớ không thể với tới T-Rex được. Hả? Người đang nâng cấp đó sao? Không có gì xảy ra hết. Vậy T-Rex không thể biến thành hình người khủng long. Bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy.
Thế nào là tiến hóa thực sự đây? Teroso, lĩnh vực tiến hóa, mở khóa. Lên đi, Teroso, dữ luôn. Sấm sét, bắt đầu tiến hóa. Tiến hóa thần tốc, dữ luôn. Teroso cường quá. Terex, lửa bùng cháy. Teroso, ném nó lên trên đá đi. Ngừng lại. Hả? Tê, cố gắng lên. Là cơ hội của chúng ta. Mau đánh bại nó. Hình dạng người khủng long. Đúng vậy, lòng dũng cảm của cậu đã đánh thức sức mạnh của T-Rex. Cho dù nó đã biến hình thì cũng không phải đối thủ của những con khủng long cường quá đâu. Vậy sao? Vậy thì để chúng ta xem. T-Rex, Teroso, mau tiêu diệt nó đi. Sấm sét giận dữ. Richie, nói T-Rex sử dụng vũ khí đi. Được, T-Rex, lấy vũ khí của cậu ra. Teroso. Yeah, chúng ta thắng rồi. Ha, cuối cùng cũng mở được rồi. Samuel, chuyện gì đã xảy ra vậy? Samuel, cậu thua rồi sao? Samuel, nghỉ ngơi đi. Giờ đến lượt tôi rồi. Con khủng long này điên rồi. Lại là cô ta. Ra khỏi đây thôi, mau. Chuyện này chưa xong đâu. Lâu ra, vừa đúng lúc. Sao chúng lại đến đây nữa vậy? Thì chúng muốn bắt T-Rex. Nhưng giờ T-Rex đã được nâng cấp rồi, chúng ta không sợ hắn. Hai cậu thậm chí không thể bắt được T-Rex, thật là đáng hổ thẹn. Đội trưởng à, cậu biết đấy, T-Rex đã... Đừng viện lý do nữa, các cậu sẽ bị trừng phạt vì thất bại của mình. Vui tiên ra nước. Như như. Đừng đến đây. Đừng mà, đừng mà. Như như. Đừng đến đây. Làm sao chúng tôi sẽ bắt được T-Rex?